Không còn rong ruổi trên đường phố xin tiền, những người ăn mày ở Indonesia tìm ra cách đăng clip lên TikTok để xin quà ảo, sau đó đổi ra thành tiền thật. Nạn ăn xin được số hóa trên TikTok đang trở thành hiện tượng phổ biến ở Indonesia, đặc biệt khi TikTok cho phép những người sáng tạo video có ít nhất 1.000 người theo dõi nhận được quà tặng ảo từ những người theo dõi của mình và sau đó chuyển đổi thành tiền thật. Một trong những xu hướng phổ biến kêu gọi lòng hảo tâm của những người ăn xin, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi ở Indonesia, là đăng video đổ nước bùn lên người trong hàng tiếng đồng hồ. Họ đăng lên mạng và ngồi nhìn tiền đổ từ mảnh đất vàng TikTok về tài khoản. Mặc dù chính phủ Indonesia đã có những biện pháp ngăn chặn, nhưng xu hướng ăn mày trên TikTok vẫn tiếp diễn vì nhiều người tin rằng việc trực tiếp tặng quà tặng cho người nghèo khổ chính là cách họ làm việc tốt. Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, ông Jürgen Stock, cho biết tổ chức này đang nghiên cứu cách thức truy bắt tội phạm trong Metaverse. Cảnh sát quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong quy định điều tra các vụ án ở Metaverse trong tương lai, do tội phạm mạng vốn không nằm riêng ở quốc gia nào. Họ thích nghi rất nhanh với bất kỳ công nghệ mới nào và chỉ với vài cú nhấp chuột, các hành vi phạm tội có thể diễn ra xuyên lục địa. Thực tế, tội phạm đã xuất hiện trên vũ trụ ảo Metaverse. Vào cuối năm 2022, các nhà vận động cho biết hình ảnh đại diện của một nhà nghiên cứu 21 tuổi đã bị tấn công tình dục trong nền tảng VR Horizon World của Meta.